Cộng Hòa với tỷ số 3-0 trước các cầu thủ Hưng ở tranh chấp. Cầu thủ Hà Tây cũng đã mở tỷ số tốt. Vì vậy họ mới chính là những người bị cầu thủ Hưng 3-0 trước. Thế phát, hay thế từ đây. Thế thì bóng ra. Thứ số 1 từ pha bóng phát động của đội trưởng Thế phát. Tốt em ơi. Thế phát sau đó là rất bình thường, rất tuyệt vời. Từ cho cầu thủ Hà Tây phải. Mà nó sẽ đi vào, nước đội trưởng đi vào. Tốt em ơi. Tốt rồi. Đúng rồi, sắp tới điểm. Trời ơi, về, về, thở đi.